Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình nha. Nay thì mình quay cây 07 các bạn ơi. Cái này thì đang gấp đất lẻ các bạn. Đây cái màu của cái cây cuốc này là rất là đẹp luôn các bạn. Cái tem với cái nhãn hiệu đây ha. Nó đang gấp đất lẻ trên bờ sông bên kia các bạn. Cắm xuống rất là sâu luôn ha. Ồ, nắm lên nguyên cái phà luôn. Bên sông bên kia các bạn à, nữa sông cỡ dựng kia có kỹ một cái là chiếc phà nó nghiêng xuống luôn á. Cái chiếc 07 này vẫn còn gấp đất lẻ, bên nó chưa xong nữa các bạn. Cái cần rất là dài luôn ha, xem rất là đã luôn các bạn. Ồ, đi ở dưới phà này là gấp cái phà nó nghiêng nghiêng luôn ha. Hiện tại thì chị gái này ở trên bờ cũng đang coi sáng các bạn. Ở trên bờ thì cũng đang coi sáng múc đất nữa các bạn. Thank you.
nó nghiêng nghiêng luôn các bạn ơi. Đó.